Vì sao triển lãm du học của IDP được học sinh sinh viên quan tâm nhất? Bạn sẽ được gặp gỡ đại diện hơn 100 top trường uy tín đến từ Úc, Anh, Mỹ, Canada và New Zealand. Được thiết kế lộ trình du học từ A đến Z miễn phí. Tham gia hội thảo cung cấp chính sách du học mới nhất từ các chuyên gia, nộp hồ sơ cho trường và nhận phản hồi nhanh gấp 3 lần với tính năng FastLand, săn học bổng khủng đến 100%. Triển lãm du học của IDP sẽ diễn ra tại 5 thành phố: Hải Phòng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng. Tại sự kiện, bạn còn được tham gia hội thảo IELTS cùng chuyên gia, trải nghiệm thi IELTS trên máy tính miễn phí. Hàng trăm ngàn học sinh sinh viên Việt Nam đã đặt chân đến ngôi trường mơ ước cùng IDP. Hãy cùng IDP du học thành công, tạo nên sự nghiệp. Đăng ký tham gia sự kiện ngay hôm nay.